Xin chào các bác nhá. Vâng, hôm nay có một cái gói hàng. Một cái gói hàng em mua COD ở trên Facebook Marketplace. Thì cái kênh Marketplace thì đợt này đang rất là phát triển, đang rất là rầm rộ ở trên, trên Facebook. Anh em xem rất là nhiều và em rất là thích, ngày nào em cũng vào trong đấy. Và cái chuyên mục của em xem thường xuyên đó là chuyên mục game. Vâng, thì bản thân em thì cũng tương đối nhiều tuổi rồi, năm nay khoảng 30 rồi các bác nhá. Để cho các bác nào biết để tiện xưng hô. Vâng, thì em rất là thích chơi game và đặc biệt là em thích chơi game hoài cổ. Có nghĩa là những cái game tuổi thơ như là game NES rồi game GBA, PS1, PS2, PS3. Thì các bạn đã biết em có một chiếc máy PS3 kìa. Đó, hack full nổ 500GB. Chơi nó nhiều game lắm, nhiều hay lắm, có game bình luận tiếng, có game phụ đề tiếng Việt và các game các thứ khác luôn. Đó, rất là hay, nhưng mà phải nói thật, tuổi thơ của mình vẫn thích một nhân vật, vẫn yêu nhân vật hầu như bác nào cũng biết. Đó là anh chàng thợ sửa ống nước Mario. Chỉ vì thích Mario quá, thế nên em đã đặt chiếc máy này nhá. Thì nói đến đây thì các bác biết đây là một sản phẩm của Nintendo đúng không? Một sản phẩm của Nintendo. Vâng, thì em không nhiều tiền, em mua sản phẩm này rất là rẻ thôi. Giá rất là rẻ. Nếu mà các bác nghe giá của nó thì bác khá là bất ngờ, bởi vì ở trên market, trên các trang như là Shopee hay là Lazada hay là tất cả các thứ thì nó bán nó rơi vào 2,5 triệu. Nhưng em mua chiếc máy này với giá chỉ có 1,9 triệu thôi, là có bản 32GB nha các nhá. Tương đối rẻ. Đó là máy Wii U. Ai thì em xin xuyên đây, phải bóc và kiểm tra trước rồi, thế này không còn để nguyên hộp bóc cho các bạn xem được. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Thì đầu tiên thì nói thật với các bác, em rất là gà. Em nhìn Wii U thì em chỉ biết là nó có cái này thôi, nên em cứ tưởng là cái này là sản phẩm thiết bị chơi game cầm tay handheld, thế là thành ra lại nói ra thì sợ các bác cười. Đây, đến lúc mà đặt xong rồi mua rồi và tìm hiểu thì biết là hóa ra đây chỉ là cái điều khiển thôi, còn cái máy chính nó cũng là một dạng console chứ không phải dạng handheld nhá. Này, một dạng máy chơi game để cắm vào TV đó. Mà cái này thì cũng kể chơi hiển thị được. Cái này thay vừa là bảng điều khiển và vừa là hiển thị luôn. Có nghĩa là cũng không cần phải nhìn TV cũng chơi được. Đó. Thì theo nó thì có một cái này nhá, như lúc mới mua. Cũng thế thôi, để em quay camera xuống để cho các bạn dễ nhìn nhá. Này. Cái này lúc mà em bóc hộp ra thì em có thể hiểu rồi, em bóc hộp thì sẽ không bất ngờ, có bất ngờ nữa. Có nghĩa là theo nó sẽ có một cái bảng điều khiển mà có dạng màn hình như này. Một chiếc đầu Wii U nhá. Đây là một chiếc đầu Wii U này. Đó là theo máy U. Nếu các bác nào chưa biết tưởng U có mỗi này thì giống như em thì các bác cùng xem nhá. Phụ kiện kèm theo cũng đơn giản thôi, bên bán hàng người ta cho em một cái sạc của U này. Đó, cái sạc này thì chắc là sạc ngoài thôi chứ không phải sạc riêng chính hãng, bởi vì cái tem nó in hơi buồn cười. Đó, 4,75V, hay lạ chứ, không phải 5V mà không phải 5,2V giống như máy Sony mà là 4,75V, 4,75V nhá. Điện vào là 110-220V. Đó, cái adapter này cũng là của ngoài, nhưng rất là nhẹ, trông là mố vậy thôi nhưng nhẹ lắm, nhẹ vô cùng luôn, cái này chắc là hàng ngoài thôi. Điện vào 100V 100 đến 224V. Đó, không biết là hàng của Nhật có phải là hàng nó chỉ có tầm 110V không hay không, nhưng cái này dùng được 220V thoải mái. Điện ra là 15V. Đó, 5A. Đó, cái này là cái nguồn cho cái Wii U này nha. Đó, đơn giản này thôi. Và em mua thì các bạn ấy có tặng thêm một cái thẻ 32GB nữa để chứa game. Này các bạn này, đó, một cái thẻ 32GB để chứa game. Thì cái này là cắm thẻ SD nhé. Đó, 32GB của cái tắc nha. Để chứa game. Đây. Đó, về máy Wii U thì tất cả các bác đều biết rồi. Thiết bị đi theo thì nó có một cái là cái sản phẩm này nó chơi game tương đương với sản phẩm PS3 và tương đương với sản phẩm Xbox Xbox phải tương đương với Xbox 360 ấy. 360 hơn, 360 vẫn thua ấy. Thì em không nói là Xbox lắm, thì có Xbox 360 đấy, tính Xbox One, Xbox One đấy là ngang với PS4 nhá. Đấy, thì sản phẩm này là nó ngang với PS3. Game của nó có nhiều game tương đối nặng, mấy chục GB bình thường. Đó, thì không rõ là ra mắt vào năm nào, nhưng mà đây là sản phẩm của thị trường nội địa Nhật Bản nhá. Thế nên là trong phần chơi cái toàn tiếng Nhật thôi, phiên bản 32GB này. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy nhá. Đây là phiên bản của thị trường nội địa Nhật Bản, không rõ là năm ra mắt là năm nào, 2012. Đó, năm sản xuất là 2012 nhá, cũng tương đối lâu rồi. PS3 hình như là ra vào 2010 thì phải. Đó, em không nhớ rõ lắm. Đó, thì đằng sau nó có một cái cổng nguồn tương đối lạ đây. Đây là cái cổng để cắm vào AV ấy. Đó, cái này là cái sensor bar, nghĩa là cái để cảm biến giống như Wii ngày đời cũ ấy. Cổng HDMI và hai cổng USB ở chỗ này, nên có quạt đây. Đằng trước thì đơn giản hơn. Đó, đằng trước thì có cái cổng để đút đĩa ở đây. Tất nhiên rồi, sản phẩm này là hack được, chứ không cần là tốn tiền mua đĩa đâu. Đó, có nghĩa là em mua sản phẩm này và hack được nhá. Để em chơi thử cho các bác xem. Đây có một cái nút nguồn, một cái nút để cho đĩa ra và một cái nút để kết nối với thiết bị như là tay cầm của Wii đời cũ ấy, hoặc Wii U, tay cầm đời mới. Đây nhá.
Thì đây nó có cái hai cổng USB nữa để chúng ta cắm được thiết bị ngoài và cổng đọc thẻ nhớ. Đó, đơn giản như này thôi. Cái này thì rất là nhiều người review rồi, cho nên em chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Và đây là cái D-pad. Cái này thì đầu tiên em cứ tưởng là QU, nó là cái này nó giống như của Nintendo Switch ấy. Nhưng cùng mua về mới biết là hóa ra cái này chỉ là cái bảng điều khiển thôi và có màn hình hiển thị để chơi game được trên cái màn hình này. Đó, nhưng nếu không bật cái này, không có cái này thì không thể chơi được. Bởi vì là cái bảng hiển thị thôi. Đó, bây giờ em bật thử các bác xem nha. Đây, bật ngồi lên này. Đấy. Đây. Nó chỉ có này thôi. Nên ấn tiếp tục. Đấy. Nó chẳng có gì cả. Đấy ạ. Bây giờ em sẽ cắm nguồn cái máy này về. Đó, rất là đơn giản thôi. Nó như là cắm nguồn đây. Nó sẽ yêu cầu là phải có thiết bị được bật lên để kết nối nhé. Nha, bây giờ em sẽ bật thiết bị lên. Ok nhá, bây giờ nó cắm vào kia rồi kìa. Em sẽ để trên tầng 2. Chiếc PS3 trên chán rồi, để tầng 1. Bác nào mà thích mà tương tác kênh của em nhiều thì có thể comment với em sẽ bán rẻ cho. Hoặc là nếu kênh được đạt nhiều thì em sẽ làm một chiếc event để tặng chiếc PS3 này cho các bác nhá. Đó, còn bây giờ em chỉ quan tâm cái Wii kia, bởi vì hôm nay em làm clip về Wii kia nhá. Bây giờ em sẽ bật nguồn đây này. Bật nguồn nó sẽ chuyển sang màu xanh. Đây. Ở trên chiếc tay cầm, trên chiếc pad nó đã chuyển rồi nhá. Đó, có thấy không? Đấy, nó đã kết nối rồi này. Đó, bây giờ là cái này là toàn tiếng Nhật thôi. Toàn tiếng Nhật thôi. Cái này sẽ dùng để điều khiển nha, hai màn hình giống nhau chưa? Các bạn nhìn nhé, em sẽ quay lên cái màn hình TV. Hai màn hình giống nhau chưa? Cái này nó tương tự như ở máy DS, có nghĩa là một cái này là màn hình dưới và cái kia là màn hình trên. Nhiều lúc chơi game thì có thể thị ở trên màn hình này luôn. Bây giờ đang tìm USB nhưng không có, bởi vì cái này có thể chơi được game trên USB. Và bây giờ em sẽ cắm USB vào xem nào nhé. Đó, khi cắm USB vào thì nó sẽ tìm tiếp game ở trên USB. Đó, nó có một cái game như là game Mario 3D Sports này, bởi vì là em chỉ vì mua cái máy này chỉ vì là vẫn thích cái anh thợ sửa nước Mario nhé. Thì ở trên em nó cài sẵn game này. Thì bây giờ là máy này đã được hack và cài game rất là đơn giản thôi. Nhưng mà trước khi chạy, bởi vì nó chỉ là hack hand thôi, nó hiển thị được cái trên này. Nhưng mà nếu mà khi vào game thì nó sẽ báo này, thì phải vào để kích hoạt hack trước. Nó đơn giản thôi, kết nối wifi. Đó, khi kết nối wifi thì trên này nó sẽ là thao tác, và trên màn hình nó chỉ hiển thị như kia thôi nha. Đó, ok, kết nối wifi xong này. Thì cái này thì em chưa tìm ra cách để là chuyển sang tiếng Việt, bởi vì nó chỉ có tiếng Nhật thôi. À nhầm, chuyển tiếng Anh, tiếng Việt thì không thể chuyển được đâu. Có phiên bản của Mỹ sẽ có tiếng tiếng Anh, còn đây là phiên bản nội địa Nhật nhé. Thì nó chỉ có tiếng Nhật thôi, nhưng mà không sao cả, vì trên game nó vẫn hiển thị tiếng Anh bình thường. Đó. Đấy à, có thể xem được cả YouTube này, và xem cả YouTube Netflix này, và xem được cả luôn. Bây giờ muốn chơi game và hack thì vào cái trình duyệt. Vào cái trình duyệt này. Đó. À quên mất, đây là sản phẩm máy cũ nha các bác nhá. Máy cũ đó, vào cái trang web như này. Ấn vào home preview này. Đó. Đó là sản phẩm máy cũ thôi, không phải là máy mới. Giá em mua chỉ có 1.9 thôi. Ở trên Shopee không có giá rẻ như vậy đâu. Cái này là em mua ở trên Marketplace của Facebook. Các bác nào mà không tìm thấy địa chỉ của người bán này thì cứ inbox cho em và comment cho em để em sẽ gửi link nhé. Đó, sau đó là vào cái mua cha. Đây, vào cái mua cha CVF này. Đó, sau đó mắt. Đó, thoát ra. Đó. Là hack bây giờ và chơi những game phải copy và cài đặt vào đây rất là dễ. Đó, và chơi chọn game nhé. Đó.
Mario Super Mario Bros bản U, New Super Mario Bros. Bạn nào mà thích sợ thật giống nước Mario thì rất rõ về các phiên bản Mario Super Mario Bros rồi đúng không? Đó, phiên bản trên máy Wii này rất đẹp. Thì phiên bản này có thể chơi được ở trên cả máy Nintendo Switch bản mới nhất. Tập tay bây giờ. Đây là có thể chơi được 2 người hoặc là chơi được 4 người các bác nhé. Các bác có thể mua thêm tay cầm. Cái này em sẽ mua thêm tay cầm, cảm biến cũng như là súng để em chơi game cho các bác xem. Đó. Em thấy rất sống động luôn, bởi vì là nó là HDMI mà. Các bác thấy không? Trên TV và trên đấy cũng hiển thị một nội dung. Ôi. Chơi thử một chút xem nào. Tôi giới thiệu máy là chính rồi. Đấy nhá. Qua cái này rất hay này. Có nghĩa là nó có một cái nút là nút TV ở đây, thì em giới thiệu qua về cái D-pad này, thì trên này nó có hai cái nút là 1 và 2 này. Và cái điều đặc biệt là nó có một cái cổng hồng ngoại ở đây. Đây các bác này. Nó có một cái cổng hồng ngoại ở đây nha. Đây. Để học lệnh được cái TV được ấy, như là trên D-pad này nha. Khi ấn nút TV này nó sẽ có lên. Đó các bác nhìn nhá. Điều khiển TV nhiều hiện tại toàn bên nhà em không biết là kết nối TV của gì. Ơ. Không cần kết nối nó tự nhận này. Đó các bạn nhìn không? TV nhà em và TV Asanzo nhé. Đó, đó. Hơi lạ. Thôi chuyển sang PC bắt đầu. À trên này nó có loa đây. Cái này là gì nhỉ? Cái này là hình như là HDMI 2. Nó chạy được ở định dạng 10810 nhé, có nghĩa là Full HD ấy. Rất là hay, có một cái điều khiển TV ở đây. À, chuyển sang được kiểu sống động, người dụng sống động này, tiêu chuẩn chơi game. Chạy là cái gì đây, hình như là tắt nguồn TV. Nói chung là các nút nó sắp xếp khá là lộn xộn, nhưng mà cái cơ bản là nó điều khiển được TV. Em tính sau của cái này rất là hay, tiện này, khá là tiện đó, đó nha, rất là hay. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu qua về cái sản phẩm Nintendo Switch này thôi, còn là em sẽ nghiên cứu và em sẽ bỏ tiền em mua thêm những cái thiết bị kèm theo, ví dụ như là tay cầm khu này, rồi cảm biến này, rồi súng này, rồi tay cầm trên game dạng PS3, và em review cho các bác xem tiếp theo nhá. Nếu các bác có thích cái Mario hay có thích cái game này, Mario nói riêng và cái máy chơi game này nói chung ấy, thì các bác có thể comment bên dưới video và em sẽ đưa được link, đưa Facebook của cái người bán giá rất là tốt này cho các bác, bởi vì giá chỉ có 1.9 triệu cho phiên bản 32GB thôi, còn nếu 8GB thì rẻ hơn một chút, nếu không lấy thẻ nhớ lại rẻ hơn tiếp đó. Thì em mua đầy đủ thẻ nhớ và cần nhờ các bác có game chưa, rất là rẻ. Thì là thích thì cứ comment bên dưới nhé. Đó, đơn giản vậy thôi. Ngày hôm nay em chỉ giới thiệu qua cái máy thôi, em phải chơi game tiếp đây. Đó, đang rất là thích, đang rất là hứng thú. Tạm biệt các bác nha, chào tạm biệt.